xong rồi sẽ ra bên kia đẩy lên. Đây là thuốc tể đây quý vị, thập toàn đại bổ nha quý vị, giúp ăn ngon ngủ được, bổ khí huyết, sử dụng cho người gầy ốm, kém ăn, kém ngủ. Làm thuốc viên như thế này, mỗi lần quý vị nhai 5 viên nha, 5 viên này, nhai và uống với nước trước khi ăn 30 phút. Rồi mình làm rồi. Làm rất là nhiều, làm tới cái cục này. Đây là một cục lớn. Đó mình sắc ra. Thoa dầu phộng nha quý vị. Hello. Ê. Ông nhập đi. Để ta chứ. Ê. Để ta chứ. Không đây. Vậy. Hết giờ rồi. Nước đó, uống nước rồi kìa. Trò tim sang là còn đó không? Đây là thuốc tể nha quý vị. Mình đang chế biến thuốc tể giúp điều trị cho bệnh nhân. Không đi hết cài. Rửa tay đi không? Thôi xin chào mọi người nha.